Có phải Đức Phật và giáo Pháp của Phật chỉ có ở trái đất của chúng ta thôi Còn những trái đất khác thì không có Phật, không có Pháp, không có Tăng, phải không? Trả lời câu này trước à, Thưa với quý vị là ở um, trong kinh uh, Đại Bác Niết Bàn Có một cái đoạn nhỏ thôi Một cái đoạn nhỏ thôi À, là Đức Phật không chỉ xuất hiện ở đây mà ở còn ngài còn xuất hiện ở nhiều nơi nữa và nhiều nơi nữa ở đây chúng ta có thể hiểu là ở nhiều cái thế giới khác nhau à, và cụ thể là trong kinh nó nói như thế này là có những nơi mà chúng sanh ở nơi đó họ không sẵn sàng để họ nhìn thấy Đức Thế Tôn nhưng mà cái tâm lý của họ đó, sẵn sàng để nghe giáo pháp chính bởi vì như vậy đó ngài sẽ để cho họ nghe được lời nói của ngài nhưng mà họ sẽ không nhìn thấy ngài và cho đến khi ngài bỏ đi đó họ cũng không biết là ai vừa mới xuất hiện à, hoặc có khi là ngài sẽ xuất hiện ở một cái hình tướng mà chúng sanh ở đó đó họ dễ chấp nhận giáo pháp của ngài và ở trong cái chú giải của đoạn này thì có nói là ngài có thể họ xuất ngài xuất hiện ở nhiều cái thế giới mà chúng ta có thể hiểu là ở nhiều quả địa cầu khác nhau nhưng mà sự xuất hiện của ngài ấy, là tùy theo chúng sanh hữu duyên thôi và nó chỉ dừng lại ở đó chỉ dừng lại ở đó và chúng ta chỉ hiểu tới đó thôi đừng có um, rồi đừng có vẽ ra thêm để rồi bắt đầu là mình uh, có cái thuyết gọi là thuyết đa vũ trụ rồi bắt đầu là uh, chư phật ở mười phương rồi thôi là uh, phật uh, hóa ba mươi sáu hóa thân rồi thôi đủ thứ trên trời dưới đất thì sư không khuyên nha ờ, trong Tháo quan xá là Phật sử có chú giải là là khi một vị Phật xuất hiện thế gian á thì những cái vũ trụ khác sẽ không có Phật nhưng mà không có nghĩa là những vũ trụ khác không có Phật là tại vì thế trên mười muôn triệu thế giới xa bà này tức là chỉ có một vị Phật mà thôi Chừng nào vị Phật đó nếp bàn Rồi giáo pháp vị đó không còn nữa Thì khả năng xuất hiện vị Phật khác Ở chỗ khác Chứ không thể nào Trên cái vũ trụ này mà có hai vị Phật Không thể à Không thể đang tồn tại ở hiện tại Cũng như trái đất mình Trái đất mình hiện tại là Tổng cộng có 5 vị Phật luôn Đức Phật đầu tiên là Đức Phật uh, Konagamana đức Phật thứ hai là à, à, có cuối sanh thá đức phật thứ ba là các sa bá đức phật thứ tư là đức phật gotama mình hay gọi đức phật thích ca đó à, đức phật thứ năm là amida đức phật meti giá là đức phật di lặc thì đức phật di lặc là đức phật tưa vị lai đức phật thích ca là phật hiện tại còn ba đức phật đầu là đức phật quá khứ thì trái đất mình rất là may mắn khi mà được năm vị phật có trái đất chỉ có một có kiếp chỉ có hai ba có kiếp không có khi không có thì đức phật ở ở cái chỗ khác đức phật ở cái, cái cái cái, vũ trụ khác cái một cái hành tinh nào đó mà có sự sống nhưng mà không thể nào ở hai hành tinh hay là chọn một hành tinh mà lại có tồn tại hai vị phật đang còn chưa viên tịch hoặc là giáo pháp chẳng hạn như hiện tại giáo pháp phật thích ca đang thịnh hành đang còn thì đức phật Metta tây giá không thể nào có thể giáng trần để là để thành đạo để để mà À, tuyên truyền cái giáo pháp được nó phải dứt đi một vị phật không còn ai biết tới nữa giáo pháp tịch diệt luôn không còn ai nữa quên hết rồi thì cơ hội cái việc phật khác mới có thể xa giáng trần để mà để mà hành đạo